cảm ơn bà đã gửi tiền cho con. Con chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Quý của chị Trần Đỗ Giáng My này, và cộng thêm thì có tiền của bà Duyên, bà Úc. Vừa đấy cháu Lực cũng đã nói rồi đấy, bác bà là gửi cho cháu Lực là bao nhiêu, và trích cho em Quân là 1 triệu đồng. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có trích cái tiền quý của chị Trần Đỗ Giáng My ra để đưa em Quân là đi mua những cái bộ quần áo mới cho em ấy cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy là những cái bộ quần áo của em Quân, nên là hôm nay cháu Lực sẽ đưa em Quân là đi mua thêm là những cái bộ quần áo mới và mua thêm một số những cái thực phẩm cho gia đình em Quân cô bác nhé. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thì có vẻ là khuôn mặt của em Quân đã thay đổi một chút rồi cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác cùng theo chân cháu với lại em Quân đi vào chợ bản một chút cô bác nhé. Đi. Như cái chợ vùng cao này thì cháu Lực cũng chia sẻ lên khá là nhiều rồi. Chợ này thì một tuần người ta mới họp có một lần thôi cô bác. Hôm nay thì là ngày chợ nữa, cháu Lực sẽ đưa em Quân đi vào mua một chút quần áo, mua cho em mấy những cái bộ áo mới. Ba tháo mà Quân. Một tí nữa thì tranh thủ là sẽ mua thêm một chút những cái bộ đồ chơi cho bé Hiếu nữa cô bác. Còn bây giờ thì chắc là đi xem quần áo trước đi. Chợ hôm nay thì có vẻ là khá là đông người cô bác, rất là nhiều luôn. Quân này hay đi ra bên kia xem những cái bộ quần áo trước đi. Có chứ anh, nhớ. Vâng, chọn cho một ít bộ quần áo anh. Thôi lấy quần bò loại khác đi, loại đấy có vẻ nhìn dân chơi quá, không. Có vừa không? Có vừa bảo nó mang lên nha. Có vừa thì cứ bảo nó mang lên. Vâng, vâng. Thế Quân như thường quần áo của em mặc thì mặc những cái size gì? Có nhớ không? Mặc số bao nhiêu nhớ không? Không nhớ à? Anh không có quần áo trẻ con rơi vào tầm 2 tuổi à? Có hết à? Đầy đủ vâng. Dạ vâng. Xong thì có gì thì anh giảm giá cho nhỉ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cho em Quân là tự chọn những cái bộ quần áo cho mình chứ cô bác. Tại vì là cháu Lực không biết là em thích mặc những cái bộ nào. Những cái bộ này thì có sợ bẩn không? Ê, chọn những cái bộ mà màu nó tối một chút. Đấy. Tại vì là cô bác là cho em chọn những cái bộ quần áo mà tối một tí. Em thì lao động nhiều, nếu mà em mới chọn những cái bộ quần áo trắng thì nó sẽ bẩn rất là nhanh. Lấy mấy bộ em? Dạ. Lấy cho em là mỗi người một bộ đó anh. Vâng, lấy cho em 2 bộ đó. À, đâu nhỉ? Mua một cái quần đùi nữa đi. Đấy. Có vừa không? Có Quân thử không hả Quân? Cứ bảo nó không vừa cứ mang đây cho anh đổi được. Mua cho ông thêm một cái nữa. Anh có cái quần áo mà ông già không? Có quần áo ông già đấy. Lấy cho ông thêm Quân chọn cho ông thêm một cái quần áo, cái quần nhá, quần đùi ấy. Chợ này thì anh lên hàng tuần à anh? Tuần nào anh lên. Vâng. Hầu như tuần nào anh lên. Như trước thì cháu có đưa là em Sửa với lại em Hải là cũng đi chợ một lần rồi. Hôm nay thì có cái duyên lại được gặp em Quân và được quý Mạnh Thường Quân là gửi tiền cho cháu Lực, nhờ cháu Lực là đưa em Quân để đi mua quần áo cô bác. Chọn được chưa? Quần này của ông à? Quần này sẽ chọn cho ông à? Rồi. Bà thì không biết là mặc cái quần áo gì nhỉ? Vâng.
Vâng. Dạ vâng. Vâng, thế thì anh Quân xem là bảo chú chọn cho bà thêm một cái nữa đi. Bà thì có mặc quần không? Có. Có à? Vâng. Lấy cho bà đủ một bộ đi anh. Đấy. Dạ. Vâng, thế thì lấy cho cả ông nữa. Lấy cho cả ông đủ một bộ nữa. Em Quân thì có vẻ là hiểu ông với bà nhiều hơn, thành ra là em mới sẽ biết là chọn những cái bộ quần áo mà cho ông với lại cho em cô bác. Lấy quần dài cho ông không em? Lấy cho ông, lấy cho mỗi người một bộ đó anh ạ. Thế là lấy cái quần dài này cho ông. Được, chọn cho em Hiếu đã. À nhỉ. Đấy. Mấy tuổi em? Gần 2 tuổi đúng không? Vâng. Vâng. Anh chọn cái quần đấy anh. Anh Quân ra xem cái bộ quần áo kia tí đi, xem cho em mấy vài cái, tại vì là bé Hiếu còn rất là nhỏ cho nên là hay đây quần bên này này. Quần này này, em ơi, quần này mặc nó thấy hơn. Dạ, nhưng mà em thấy cái quần này nói hơn. Đấy. Hơn một tuổi thì cái này hơi ngắn hay sao rồi đúng không? Cái này dài. Dài đúng không? Thế thì em chọn cho Hiếu đi. Mày lấy gì cho anh lấy luôn đi, dài. Cho con đi lấy gì. Áo. Cái quần này chọn cho em là hai cái đi. Tại vì em thì còn nhỏ ấy, em thì hay có lúc mà hay tè. Quần này nó rẻ mà, lấy hẳn cho nó một chục này đi. Có 10 thì một cái rồi. 10 nhiều cái á? Ờ. Rồi thế thì anh lấy cho em cả một chục này đi. Đây. Thế này nó dễ. Đây áo này. Đấy. Cái hàng này thì rẻ hơn hàng quần bò ở bên kia một chút nữa cô bác, nhưng mà nó sẽ giúp ích được cho các em là nhiều hơn. Vâng. Hình như anh thấy bé quá rồi má, đấy. Đây lấy những cái áo này mới đẹp này. Áo này thì anh chỉ bán có 25 nghìn cái thôi. Quân em cứ chọn những cái bộ quần áo mà nó rộng hơn một tí hiểu không? Để các bây giờ các em thì lớn rất là nhanh cho nên là chọn những cái bộ quần áo mà nó rộng cho mình hơn. Cái này chỉ lấy. Đấy cứ chọn đi. Anh cứ chọn đi xong là để ra kia để cho tí để cho tí để gửi cho chú. Chọn đi, cứ chọn cho em đi. Chọn những cái bộ nào rộng nhá. Vâng. Như cô bác có thể thấy những cái bộ quần áo của em Quân cô bác chắc là mua rất là lâu rồi, còn những chỗ thì còn bị rách hết cả da rồi cô bác. Ở đây anh không có mũ à? Mũ đội chứ mũ gì anh? À thế thì đấy là gọi thuộc sơ sinh rồi, anh trẻ con quá rồi. Còn như có mua thêm quần lót gì không hả Quân? Hả? À? Lớn rồi chọn cho mình thêm 1-2 cái đi. Chọn còn chọn thêm cái áo nào nữa không? Áo lót đây.
À đây chọn thêm lấy thêm một cái áo cọc tay nữa đi. Đây, ấy. Vừa rồi là có mua một cái quần ngắn rồi. Bây giờ thì sẽ chọn em cho em thêm một cái nữa. Chọn cái nào mà nó to nhá. Đấy. Cái nào cũng vừa mang về đây cho chúng mình chưa? Nhưng mà nó bốc cái mắt ra thì đổi được không anh? Riêng có anh cho đổi thoải mái. Được anh. Ai biết anh này. Vâng vâng. Anh có để hộ em là ghi giấy được không? Ok. Cho anh cái bút. Được rồi. Ghi của ông trước nhá. Vâng, anh ghi, anh cứ ghi ra là từng người một nhé. Vâng vâng. Bây giờ thì sẽ cho là chú anh này là ghi ra từng người một cô bác, tại vì là một tí đến nhà thì có thể nhiều quá thì cháu được không nắm rõ được là chi tiết là nó sẽ rơi vào bao tiền nữa. Em Quân thì cháu được sẽ mua cho là hai bộ, một cái bộ là quần dài với lại một cái bộ là quần ngắn. Còn là ông với bà thì sẽ mua cho mỗi người là một bộ thôi. Còn em Hiếu thì cháu lực mua cái loại quần này thì sẽ mua cho em ấy thêm nhiều hơn một chút. Tại vì là em Hiếu thì thưa các bác còn nhỏ đấy, thành ra là những cái lúc mà đi vệ sinh không có nói ra được kịp thời, thành ra là bị tè ra quần. Cho nên là một ngày có khi phải thay có khi một ngày phải thay một hai cái quần áo. Đấy là chuyện bình thường trẻ con đấy các bác. Quân thì hôm nay đi mua quần áo thì cảm thấy thế nào? Em rất vui ạ. À. Thế bây giờ để mà nếu mà không đưa em Quân đi mua cho các bác thì đưa tiền cho em Quân, bảo em đi mua thì sợ em lại không có dám mua, tại vì là em ấy còn rất là nhiều những công việc là còn phải lo đến tiền nữa. Quân thì bao lâu rồi chưa đi vào chợ để chọn những cái bộ áo mới? Lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Thế em còn nhớ là lần gần đây nhất của mình là bao lâu rồi không? Không à? Có vẻ phải nói là rất là lâu rồi các bác. Đến nỗi mà em ấy không có nhớ là cái lần gần đây nhất là mình đi chợ nữa. Hôm nay thì em Sử với em Hải là bận rồi, không có đi cùng được với cháu Lực. Nhà các em thì cũng ở quanh là gần cháu Lực thôi cô bác. Thành ra là cháu Lực đi đâu đó tầm 30 phút đến độ 1 tiếng là cũng đến nhà các em rồi. Các em thì không có cái điện thoại nào, thành ra là mỗi lần cháu Lực lên và liên lạc các em thì phải lên đến tận nhà. Có lần thì có thể gặp các em ở nhà và có những lần thì không có bắt gặp các em. Thời gian này thì có thể là nói em Quân là khá là bận cô bác, có khá là nhiều việc. Thứ nhất là em ấy còn lo cho cái việc mà làm đám mà cho bố nữa. Anh ghi số tiền là từng người một chưa? Rồi anh ghi rồi, để anh tính tổng nhá. Vâng vâng. Xem có bị sót cái nào không ấy. Thank you.
45k. Tổng là bao tiền anh? Tổng 1.045.000 thì anh lấy 1 triệu tròn. 1 triệu tròn anh, mất 45.000 à? À vâng anh. Đấy là anh tính giá là bớt thấp rồi đấy. Dạ vâng. À vâng. Thì ông anh bán quần áo này thì cháu Lực cũng có biết ông anh rồi, thành ra là hôm nay anh ấy bớt cho là 45.000 cô bác. Đây là cái giá mà anh đã là dạ vâng. Đây em gửi này. Bây giờ thì cầm quần áo đi ra bên kia để xem là có cái nón hay cái mũ không, chọn cho em với lại cho mình thêm một hai cái nữa. Vào bên này thì mới có chứ Quân. Vào bên kia đi. À, thế thôi anh ạ, đây thì cũng mua cho em là mấy bộ rồi. Dạ vâng anh ạ. Ở bên đấy thì có mũ không ạ? À, Quân có mấy hàng quần áo lại bán mũ, còn bên kia thì không có đâu. Ra hướng bên này này, đây chị không có bán mũ à? Bên kia cái cô ngoài. Dạ. Đấy anh em mình đi ra bên kia đi. Quân thì có dép chưa? Hả? Rồi. Rồi à? Ra đây xem là mua cho em ít đồ chơi đi. À đây có cả mũ rồi này. Đấy, em chọn mũ đi, chọn cho em một cái. Cho em một cái, cho bé Hiếu một cái nhá. Đấy xem đi, chọn em cái nào là hợp với mình nhá. Và đây. Mua cho ai nhỉ, cho em à? Cho thêm một bé gái nữa chị ạ. Vâng. 2 tuổi thôi chị ạ. Vâng. Vâng, lấy hay là lấy vâng, hay muốn đấy. Vâng. Lấy đến thôi. Lấy đồ chơi gì nữa. Vâng, đây, chọn cho em là thêm một hai cái bờm nữa đi. Chọn cho em thêm một cái bờm đi. Bờm lại bờm rẻ hay bờm đắt? Bờm này là bờm đắt. Chị lấy cho em cái nào đẹp đẹp ấy. Ừ, đây, lấy hai cái như nhau nhé, cho về đưa thêm nhau. Dạ, có một người thôi chị. Ừ. Vâng. Hai cái hay một? Lấy cho em một cái đi. Ở đây thì em hay thích những cái món đồ chơi nào? Hả? À? Không biết à? Chắc là em chưa... Em gái rồi chị ạ. Gái, lấy búp bê nhá. Búp bê một con. Lấy cho em một con búp bê đi. Lấy cái này không? Hay lấy cái túi này cho nó? Lấy con búp bê kia thì nó sẽ thích hơn chị. Tại vì là con gái nó chứ không thích phù lông ấy. Được rồi, xong rồi ạ. Lấy thế thôi. Được chưa? Chọn được chưa? Lấy cái gì được chơi đâu? Cái của nó có bóng em nghĩ là nó ít khi chơi lắm, tại vì là nó là con gái, nó còn gọi là chưa nhìn thấy đồ chơi bao giờ đấy. Đấy chị cứ lấy cho em cái như cái đấy trước đi. Vâng. Chị chiều em ghi vào đây đi. Em ghi nhớ. À ghi để ấy à? Vâng. Em ở bên đấy à? Vâng. Chị ghi vào đây xem. Vâng. Vòng tay á? Nhưng mà vòng tay có tác dụng làm gì chị? Rồi đeo chơi đấy thì không phải là có cái gì tác dụng thì mới lấy được chứ. Vâng. Mặt sau chị. Đây đúng rồi. Bây giờ mua cho em xong thì sẽ đi ra kia mua cho em thêm một chút những cái thực phẩm. À, những cái đồ dùng ở trong nhà của bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua mắm muối cho gia đình của em Quân rồi. Và hôm nay thì sẽ đưa em đi mua thêm một ít thịt lợn nữa.
Vâng, bao tiền đấy chị, tổng là bao tiền đấy? 90.000 à? Đây, có tờ 100 này. Đấy, bây giờ đi, anh em mình đi ra bên kia một chút nữa. Cầm hết đồ chưa? Cầm hết rồi đúng không? Cái chợ ở trên vùng cao này, các bác cháu Lực cũng nói rất là nhiều lần rồi, có một tuần chỉ có một lần thôi. Con này đi chậm chậm thôi, đi à. Đi chậm chậm một chút thôi để đi xem em Hiếu thì có dép không? Rồi ạ. Hả? Rồi ạ. À, đây là mật ong à? Đây có như cả mật ong này các bác. À, đây là một ông áo anh này mới khải áo nè, cũng to nè, áo khải á, này nái khải á, này nái khải, này một này thường gái thường tổ gái nái nè, à? Nái hàng đậm á, à, thưa cô bác, cái này là mật ong, mà mật ong là bà là tự ở nhà tự có. Này nái khải gà này trái bạc hả? Ồ, làm trái này nữa hả? Đi đi ra chợ để mua những cái mật ong này, trái nó sẽ vẫn là mật ong chuẩn hơn cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ lấy một cái chai mật ong này. Ở đây nếu mà có quý ông bà cô bác nào mà có thích những cái mật ong ở trên vùng cao đấy thì có thể bảo với cháu Lực, nhờ cháu Lực là đi chọn và mua cho cô bác. Này giống thùng tổ cá nãy nè. Thùng tổ đâu giống túi thùng cá. Thùng năm đi của mình chưa đấy. Thùng năm của mình chưa. Bà Hán đấy, thằng má. Ở đây đây thằng má. Hãy quân là cầm hộ anh đi, đây để anh lấy. Quân để thử cho anh xem là mượt là như nào. Có ngọt không? Có mùi vị gì không? Đưa đây anh xem nào. Mật ong này thì rất là thơm luôn các bác. Màu nó như kiểu là cái mật ong bạc hà ấy các bác. Mật ong này sẽ là mật ong rừng các bác ạ. Ở đây cho Lực xin được nói lại thêm một lần nữa. Nếu mà có quý cô bác, anh chị nào mà muốn dùng những cái mật ong mà trên vùng cao thì có thể là điện cho cháu Lực để nhờ cháu Lực mua cho quý cô bác cũng được. Mật ong này thì sẽ là mật ong rừng nhé các bác nhé. Ở những cái chai mật ong này thì hầu như là vào chủ nhật hàng tuần thì mới có thôi các bác. Ở đây thì cũng được bà là bán rất là nhiều những cái đồ luôn. Còn cái này là sẽ là củ hành này. Còn đây là túi chè này. Chè này thì được là bà là đi hái về xong là tự sao lên, đến ngày chợ thì mang ra bán các bác. Còn này nái khải tưng này á. Này nái là khải này nè. Ờ. Lên làm sám này nãy rồi khái đấy. Này hà tiếp bác. Ba cái khúng măng này các bác thì bà sẽ lấy là 50.000. Ở đây thì chắc là cũng những cái quả mấp mà do là nhà bà tự trồng thôi và bà mang đi bán. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là di chuyển ra bên kia để xem có những cái đồ gì không các bác nhá. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa em Quân là đi mua cho em một chút là thịt lợn đó các bác. Đi ra bên kia đi, xem chỗ nào mà nó anh nhìn thấy được thì anh em mua. Ở nhà thì Quân có Quân này, ở nhà thì có thấy thiếu những thứ gì không? Ra đây thì mua thịt lợn bên này này.
Nào cô này ra đây im mũi thịt lợn nào. Cái thịt lợn này bán thế nào anh? Thịt lợn này bán thế nào? 300.000 một cân à? À anh lấy cho em độ đâu đó tầm 3 cân đi. Vâng. Dạ. 3 cân 7 à, 3 cân 8 à? Thế gần 4 cân rồi nhỉ? Nhưng mà sợ em lấy về nhiều quá, nhà thằng này nó lại không có tủ, không có tủ để nha, là hơi khó. Rồi lấy cho 3 cân thôi. Ở nhà thì mầm muối mình chính thì còn đủ hết đúng không? Dạ. Hôm nọ anh mưa cho thì còn đúng không? Vâng. Bây giờ vâng anh lồng cho em tầm 2 cái túi rồi nhá. Cái thịt lợn này là lợn gì anh? Thịt lợn đen ở trên mình ạ. À, thưa các bác, do là bị vi phạm cái bản quyền ở trên YouTube thì cháu Lực sẽ không quay những cái cảnh mà có những cái thịt thà, có những cái tiết này các bác nhé. Không quay giết mổ thôi, quay thì thoải mái. Rồi anh, thế là tiết nó ghê lắm. Bây giờ thì em còn muốn mua thêm đồ gì nữa không? Đi mua bánh rán cho em. À đi mua bánh rán cho em à? Thế đi. Bánh rán là bán ở đâu? Đây đúng không? Em quần thì còn nhớ đến em cô bác, mặc dù là có thể là cùng cha khác mẹ. Đẹp cái lắm. Nay cảm ơn hứa. Em thì thích ăn những loại bánh rán nào? Không nhớ nữa à? Chỉ bánh rán là thích rồi đúng không? Đây là những cái bánh rán mà các cô là tự làm xong là đến sáng thì mang ra bán luôn. Ở đây là bà là tự làm ở đây luôn à? À rán đây luôn đúng không? À, này bán được bao tiền cái này bà? 2.000 à? Đi lấy cho em, thế thì lấy cho cháu làm 20.000 đi. Lấy cho tí cho cả. Lấy nhiều một tí là cho cả ông với lại cả bà ăn thêm một chút cô bác. Cộng cả cái này nữa à? Tất là 20.000 à? Làm thế này. Bây giờ à? Ở đây thì bây giờ em có cần thêm mua thêm đồ gì nữa không? Dạ. Có bây giờ thì có cần mua thêm cái đồ gì nữa không? Hả? Hả? Không ạ. À, thế thì bây giờ hai anh em mình đi ăn đã nhá. Đấy, đưa em đi ăn phở một chút. Đi ra bên kia đi, đi ra quán bên kia. Giờ thì sẽ đưa em Quân là đi ăn thêm một chút cô bác. À đi lên trên đi, lên trên đi, Quân ơi, lên trên, lên trên. Lên trên. Ừ. Đây thì được các cô là cũng bán chè đây rồi cô bác. Chè này thì số lượng cũng nói rất là nhiều lần rồi. Được các cô là đi tự đi hái về và tự sao lên xong là đến ngày chợ thì mang ra bán cô bác. Ăn đây à? Ừ, anh em mình vào đây ăn đi. Để đồ gọn đâu đó. Ê, đấy đừng có để. Đấy để anh để nó. Để ra kia kìa. Đấy để gọn vào đấy. Để đồ đây có sợ mất không anh? Đây. Đó. Thôi. Không, bây giờ là em với anh này ăn phở ở đây luôn. Đấy, con gọi vào đấy nhá. Như cái bánh rán này để cao lên đi. Cái bánh để cao lên. Để ra bên kia. Đấy, để cái máy đầu lọc kìa. Đấy, để ra đấy. Anh cho em 2 bát phở ấy. Đấy, anh em mình lên tận đây ngồi đi. Ôi, con tí. Thế mà.
Đây thì Quân thích ăn phở gì? Phở gì cũng được à? Thế anh cho phở gà nhé. Phở này thì Quân đã bao lâu rồi chưa được ăn phở này? Hả? Lâu rồi. Quân thì hôm nay đi chợ thì có cảm thấy vui không? Có. Hả? Có. Vui rồi đúng không? Vừa rồi thì cháu Lực cùng đưa em đi mua những cái bộ quần áo này, mua cho các cho em những cái mũ này, và mua thêm một chỗ và mua thêm một chút cái thực phẩm để cho gia đình em Quân nữa cô bác. Hôm nay thì sẽ không có mua mắm muối mì chính nữa. Hôm nọ thì cháu Lực cũng mua là đưa cho gia đình em Quân hết rồi. Hôm nay thì vào chợ chỉ có mua là thịt thôi. Đây, bây giờ thì hai anh em sẽ ngồi đợi là ăn phở thêm một chút nữa. Và ăn xong thì chắc là hai anh em cũng di chuyển là đi về thôi cô bác ạ. Thì ăn xong thì mua về thêm cả cho ông với bà với em nữa nhá. Rồi sau một lúc thì hai anh em cũng đã ngồi đợi được những cái bát phở ra rồi. Còn là phở này thì cháu Lực cũng chia sẻ lên khá là nhiều rồi. Phở này thì được các chú các anh ở trên này là tự tráng và tự làm ra luôn đó cô bác. Thế bây giờ thì Quân ăn đi để những cái gia vị nào. Để cái gia vị nào vào thì để đi nhá. Thế bây giờ thì trước khi ăn thì mời quý ông bà nhá. Con mời quý ông bà ăn sáng. Rồi. Như cái hoàn cảnh mà cháu Lực chia sẻ lên thì hầu như là hoàn cảnh nào cháu Lực cũng đưa các em là đi mua quần áo này, xong lại ăn phở cô bác. Rồi ăn ít ớt thôi nhá. Ăn nhiều ớt thì nó không có tốt mấy đâu, không tốt cho dạ dày mình đâu. Có để nước mắm không? Để xong rồi. Bây giờ thì cháu Lực cũng mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng cháu Lực với em Quân ăn sáng của bác nhé. Bây giờ thì trong lúc hai anh em ăn sáng thì cháu Lực sẽ không có ghi hình tiếp nữa cô bác. Lần trước thì cháu Lực đang ăn thì ghi hình khá là nhiều. Thành ra là có rất là nhiều cũng cô bác cũng có dặn cháu Lực. Thì lần này cháu Lực sẽ rút kinh nghiệm hơn cô bác ạ. Rồi thì hai anh em cũng đã ăn xong phở rồi cô bác. Bây giờ nếu mà không có mua thêm những đồ gì nữa và xem còn thiếu những cái đồ gì thì cháu Lực sẽ mua và đến nhà của các em thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình, và đến nhà của em Quân thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình lên là hôm nay hai anh em đi chợ đã mua được những thứ gì cho cô bác. Qua đây thì cháu Lực cũng cảm ơn tất cả quý cô bác. Qua đây thì cháu Lực cũng cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bạn em, để kênh bạn em giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao này cô em nhé. Thế bây giờ thì hai anh em ăn xong thì sẽ di chuyển đi về nhé. Một tí nữa thì xem cảm thấy thiếu những cái đồ gì thì nói anh nhé. Rồi thì hai anh em sẽ là tiếp tục là đi mua tiếp nhé. Thế bây giờ thì hai anh em cũng đã gần đến nhà rồi cô bác. Đấy đi thôi. Hôm nay thì lúc về thì có mua thêm cho em Hiếu là một chút bánh rán nữa, với lại thêm phở nữa để cho ông bà một tí ăn. Đường này thì rất là trơn nhá, đi cẩn thận nhá.
cái đường này thì nó là đường đất đỏ, thành ra là mưa có những cái rêu nó vào ấy cô bác, nên đi rất là trơn luôn. Nhưng mà đôi dép của Quân đi thì rất là trơn đấy nhở. Đấy, bây giờ thì cũng chuẩn bị là tới nhà của em Quân rồi cô bác. Một cái ngôi nhà mà nằm ở dưới một cái sườn đồi ở tít dưới kia cô bác. Đây, ngôi nhà ở phía bên kia là cái ngôi nhà của em Quân với lại ông bà cô bác ạ. Nhà Quân thì không có lấy được xe máy đến tận nhà đâu cô bác. Và cháu Lực với em Quân là phải để xe tít ở trên đường lớn trên kia kìa. Thì cháu Lực cùng em Quân là đi bộ xuống nhà luôn. Ông với bà thì chắc cũng chẳng đi đâu đâu. Chỗ này rất là trơn đấy, hôm nọ anh còn bị ngã ở đây một lần này. Ngôi mộ của bố em Quân ấy cô bác thì được chôn cất ở gần nhà của em Quân luôn. Và bây giờ thì cũng đã đến nhà của em Quân rồi. Thôi, cùng bên dưới nào cùng. Dưới nào chín phở lo. Cùng nếu này cùng. Răng xay lấy tẩy dầu phân đấy có năng. Rất là cũng đấy nha. Ông thì bảo là bị đau lưng, cho nên là ông đi ra bên ngoài một chút cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy cái dáng người của ông cụ cô bác. Sáng nay thì em Quân là đi chợ, ông là vẫn phải đi đi lấy cỏ cô bác ạ. Ở đây thì mặc dù là ông của Quân là còn nhỏ tuổi hơn ông của em Sử, nhưng mà có thể nói là ông của Quân thì không có được khỏe như ông của Sử cô bác. Ông Quân thì hiện tại là còn hai cái răng thôi cô bác ạ. Nay về đó này. Ồ, các biểu hứa. Ôi. Đang chơi gì đấy Hiếu? Hả? Hả? Đây đi đi lấy bát về xong là để phở cho ông với lại em Hiếu đi. Hay hôm nay lúc mà hai anh em có ăn phở trên kia thì cũng mua về cho ông với lại bà với lại bé thêm bé Hiếu nữa cô bác. Bây giờ thì em Quân đang bỏ phở ra để cho ông rồi. Ông này từ sáng đến giờ là chắc cũng chưa ăn đâu. Bà là đi đâu rồi? Bà đang à đây. Có cả bà nữa rồi. Mà dân là chín phở lo phở. Nước chín đây nhé phở. Bà thì một cái dáng người rất là nhỏ nhỏ luôn rồi cô bác. Vừa rồi thì ông với bà với bé Hiếu thì cũng đã ăn phở xong rồi cô bác. Và bây giờ thì cho cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa là hôm nay hai anh em đi chợ đã mua được những thứ gì cho em Quân nhé cô bác. Ở đây thì hôm nọ thì có chị Trần Đố Giáng My, chị có gửi quý cho cháu Lực để đi giúp những cái hoàn cảnh nào mà khó khăn đấy cô bác. Thì hôm nay thì cháu Lực cũng đã trích cái phần tiền của chị Giáng My là ra để đưa em Quân là đi mua một số bộ quần áo cho cả gia đình em Quân luôn. Và cháu Lực là 7.750.000 và trong đó thì đưa cho em Quân là 1.500.000 thì sẽ là mua thực phẩm cho em Quân, còn là 1.000.000 thì một tí cháu Lực sẽ đưa cái tiền mặt đấy cho em Quân với lại gia đình của em Quân luôn cô bác nhá. Và bây giờ thì cho cháu Lực xin được nói lại là hôm nay hai anh em đã đi mua được những thứ gì về cho em Quân cô bác nhá. Thứ nhất thì có mua một bộ quần áo cho ông đang ở cái túi này cô bác là 100.000, và thứ hai thì mua thêm một bộ quần áo nữa cho bà là 90.000, và đến thứ ba thì mua cho bé Hiếu là 10 cái quần, là mỗi quần là 10.000, 10 cái thì 100.000, và 3 cái áo thì là mỗi cái là 25.000, rơi vào 75.000, 3 cái cô bác.
Còn em Quân thì cháu Lực sẽ mua cho em Quân là nhiều hơn. Tại vì là em Quân bây giờ có thể nói là lao động chính trong gia đình luôn rồi cô bác. Mua cho em Quân là một cái quần bò là 250.000. Mua cho em Quân một cái dài tay là 130.000. Mua cho em Quân là hai cái quần lót là 45.000, hai cái thì là 90.000. Mua cho em Quân thêm một cái áo phông nữa là 110.000. Mua cho em Quân thêm một cái quần đùi nữa là 100.000. Tổng tất cả thì là cháu Lực mua quần áo là hết là 1.045.000. Nhưng mà cháu Lực trả giá được thêm 45.000 nữa. Anh kia thì cũng lấy 1 triệu thôi. Và mua thêm một con búp bê của bé Hiếu đang cầm với cô bác là 30.000. Mua cho em ấy một cái nón nữa là cũng để đây này, là cũng 20.000. Và mua cho em Quân một cái mũ bà 40.000. Và cháu Lực mua thêm là 3 cân thịt thì là 300.000. Mua bánh rán cho gia đình của em Quân là 20.000. Và hai anh em đi ăn uống thì hết là 300.000 nữa cô bác. Tổng cộng hôm nay cháu Lực đi mua là hết là 1.710.000 cô bác nhá. Ở đây thì có quý của chị Trần Đỗ Giáng My này. Và cộng thêm là có tiền của bà. Và cộng thêm thì có tiền của bà Duyên, bà Úc. Vừa đấy cháu Lực cũng đã nói rồi đấy. Bác bà là gửi cho cháu Lực là bao nhiêu. Và trích cho em Quân là 1 triệu đồng. Và 500.000. Thì vừa rồi 500.000 thì bà cũng dặn cháu Lực bảo là mua thực phẩm cho em Quân. Vừa nãy thì mua hết là đi gần 500.000 rồi. Còn dư là vừa nãy thì mua hết là 400.000 rồi. Còn dư 100.000 nữa thì một tí cháu Lực sẽ đưa cho em Quân luôn. Và bà thì cũng có dặn cháu Lực và là đưa cho em Quân tiền mặt là 500.000 nữa cô bác. Còn là bây giờ thì Quân bỏ những cái đồ của bà ra thì cho bà, đồ của ông thì cho ông nhé. Cái đồ nào là đồ của bà, đưa cho bà thì xem là bà có mặc vừa không. Cái đấy là của em hết rồi. Đấy, đấy là bà có một bộ, ông mua thêm cho bà là một bộ nữa cô bác. Còn đây là của bé Hiếu của bác. Bé Hiếu thì cháu Lực mua cho em là 3 cái áo như này, xong cộng thêm là 10 cái quần nữa. Còn đây là bộ áo, bộ quần áo của ông. Cái nón kia, cái mũ kia là để cho Hiếu nhá. Đấy, em là với Hiếu là mỗi người một cái nhá. Đấy, Hiếu thì có vẻ như mua cái búp bê này rất là thích luôn cô bác. Cũng không có một món cái đồ chơi nào. Và cộng thêm mua cho em một cái bờm nữa. Bờm tóc xem nào, có bờm được không? Có tốt còn thúi á. Như cái búp bê này thì em cầm không có thả luôn rồi. Quần đấy có vẻ là hơi to hay không? Nếu mà rộng quá thì mang đi đổi nhá. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa những cái số tiền mà còn dư lại cho em Quân với lại ông với bà luôn cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa cho em Quân là 500.000. Bà Duyên, bà Úc thì bà có dặn cho cháu Lực đưa cho em Quân với lại ông bà là 500.000 nhá. Đấy, đây thì anh đưa cho em là 500.000 nhá. Đấy, 500.000 này thì là bà Duyên, bà gửi nhá. Rồi thì em gửi một lời cảm ơn tới bà Duyên nhá. Đấy, anh thì cũng gọi bằng bà rồi, em thì cũng gọi bằng bà rồi. Giờ thì em Quân, em thay mặt ông bà nữa cảm ơn tới bà Duyên nhá. Vâng, cảm ơn bà đã gửi tiền cho con. Con chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Đấy rồi. Đấy rồi, là đây là một cái lời mà ngắn ngủi em Quân là thay mặt cả ông cả bà là gửi tới cho bà Duyên. Con cũng thay mặt cả gia đình em Quân là chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống bà nhá. Cảm ơn bà đã luôn đồng hành cùng bạn em để bạn em được trao những cái tấm lòng vàng của bác gửi tới cho những cái hoàn cảnh mà còn là khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Và bác thì cũng có bảo là anh đưa cho, và bác thì cũng có bảo là ở đây thì bác gửi cho em là 1 triệu đồng. Đấy, 500.000 là đưa tiền mặt cho em, còn 500.000 còn lại thì là mua thực phẩm cho em với lại ông với lại bà nhá. Còn bây giờ thì còn dư ra là 90.000 thì anh cũng đưa cho em luôn nhá. Đấy, đây thì cũng là bà Duyên, bà ấy gửi cho em nhá. Còn như cái quần áo như còn những cái bộ quần áo hôm nay thì là chị Trần Đỗ Giáng My là chị ấy bảo với anh
là trích cái phần tiền đấy ra để mua quần áo cho em với lại ông bà với lại cả bé Hiếu nữa nhá. Đấy, còn là bây giờ em gửi một lời cảm ơn riêng tới chị Trần Đỗ Giáng My nhá. Anh thì gọi bằng chị, còn em thì chắc là gọi bằng bác rồi. Con cảm ơn bác đã gửi tiền về cho con để mua những bộ đồ mới. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Rồi, vừa rồi thì em Quân cũng đã gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Và qua đây thì cháu Lực cũng xin thay mặt là cả gia đình em Quân, thay mặt ông, thay mặt bà là gửi lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bạn em. Những cái hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ đều có chị Trần Đỗ Giáng My là chị đồng hành cùng bạn em cô bác. Rất là cảm ơn quý cô bác. Và thêm nữa thì cháu Lực xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đóng góp những ý kiến để cho cháu Lực hoàn thiện cái bản thân của cháu Lực tốt hơn và đi giúp được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Cháu Lực mong rằng thời gian nữa thì cháu Lực chia sẻ những cái hoàn cảnh lên thì rất là mong sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú, anh chị gửi tới cho những hoàn cảnh mà còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác nhé. Nếu mà quý cô bác, anh chị mà có theo dõi được những cái thước phim cháu Lực lên thì có thể cho cháu Lực xin một cái lượt chia sẻ để cho những cái video của cháu Lực được lan tỏa mạnh hơn và lan tỏa tới những cái mạnh thường quân mà ở trong nước và ngoài nước cô bác nhé. Quân thì hôm nay có những bộ quần áo mới này thì có vui không? Em rất là vui. Đấy rồi, cũng bảo bà nhá. Bà với ông thì cũng không biết nói tiếng Kinh lắm cô bác. Nhưng mà hôm nay cháu Lực vẫn đi mua cho bà một bộ, cho ông một bộ, cho thêm bé Hiếu nữa. Bé Hiếu thì giờ nghịch cả cái món đồ chơi có thể là nói là không thể bỏ được nữa cô bác. Có thể từ bây giờ thì em Hiếu, có thể bây giờ là bé Hiếu có thể coi cái con búp bê này coi như là một người bạn của mình. Đi đâu thì cũng không có nỡ bỏ rồi. Còn bây giờ thì chắc cháu Lực xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Hẹn quý ông bà cô chú ở sóng tiếp theo trên kênh bản em cô bác nhá. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Quân bây giờ thì gửi một lời chào tới quý ông bà cô chú nhá. Chào tạm biệt quý ông bà anh chị, cô bác anh chị. Rồi, rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho em Quân. Em Quân thì thật sự ra để mà nói thì em mới học hết lớp 5 thôi là em đã bỏ học để về nhà với cô bác. Về nhà là giúp cho bố là chăm lo cho em, chăm lo cho ông bà. Trong lúc mà khoảng thời gian mà bố mà đi làm xa đấy cô bác. Còn như cái số tiền này thì em sẽ dùng để làm gì? Số tiền này em sẽ dùng để trả tiền con lợn đám ma cho bố hôm trước. Em đã đi mua con lợn. Trong thời gian tới mà anh sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng nào của quý ông bà thì anh cũng sẽ lên trao cho em và ông bà để cho em làm một cái đám tang cho bố nhá. Đấy, bây giờ thì mọi trách nhiệm đều là do em Quân là phải gánh vác rồi hết rồi cô bác. Ông với bà thì thật sự ra mà nói thì để đi ra ngoài kiếm tiền thì không có đi được nữa rồi. Cũng ở nhà chỉ là chăm lo những công việc ở nhà thôi. Còn bây giờ bà thì ở nhà chăm lo cho bé Hiếu thôi. Ông thì còn đi ra ngoài là đi lấy củi này, đi lấy cỏ này cô bác. Còn tí em mà đi trả lấy tiền là đi trả lợn ấy thì là ông đi trả hay là em đi trả? Cho bác đi trả. Là cho bác à? Vâng. Bác ở trên này đúng không? Vâng.